Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Quá trình điều tra đến nay xác định Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên, nguyên Tổng biên tập báo Thanh niên và Nguyễn Quang Thông, nguyên Tổng biên tập báo Thanh niên đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151, 155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung điều tra làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, thu hồi tài sản cho nhà nước. Ông Nguyễn Công Khế, sinh năm 1954 tại Quảng Nam. Ông là nhà báo, đồng sáng lập báo Thanh niên và tổng biên tập báo Thanh niên từ năm 1988 đến năm 2008. Ông từng là ủy viên ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.